Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hà Nội đã diễn ra đêm hội Trung thu năm 2019 dành cho các em nhỏ trên địa bàn thành phố. Điểm nhấn của chương trình là phần rước đèn Trung thu với màn múa lân sư rồng cùng đoàn thiếu nhi biểu diễn hình nộm múa đèn Trung thu. Bên cạnh đó là nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc do chính các em thiếu nhi dàn dựng và biểu diễn. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống được diễn ra hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu nhi, đồng thời góp phần phát huy tính tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể và phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần hình thành nhân cách, giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.